来。Rồi sao nữa? Nói qua nhà Yến thì không chịu, ngồi đây lại thở ngắn thở dài. Tại sao tôi phải qua nhà nó chứ? Chứ bà lo cho nó, bà không qua nhà nó ngồi đây làm được gì? Ông, có khi nào á con Yến với thằng Khôi chia tay không? Tôi không chắc, nhưng mà cũng có thể. Mà cũng không đúng, con Yến đâu phải yêu lần đầu đâu. Chia tay mà nghỉ học, không hợp lý chút nào. Tôi chưa yêu nên cũng không biết. Có muốn yêu không? À, thì yêu ai cũng được, miễn không phải bà. Thôi mà, yêu tôi đi, có gì đâu, có sẵn nè, đỡ phải tìm hiểu. À, em rất tốt nhưng mà anh rất tiếc nha. Thôi. Thôi thôi ghê quá, thôi không yêu bà đâu. Thôi đi ra đi ra đi ra đi ra đi ra. Ghê quá. Bà đi. Hôm nay cưng qua nhà chị là cưng chết chứ chị.